Xin chào quý các bạn. Trên tay mình đây là trọn bộ bảng main của Asus ZenFone C. Đã có mặt tại di động cao cấp Japan. Và đây là phần camera máy ảnh của Asus ZenFone C. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera của Asus ZenFone C, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc được cũng không, thì quý hàng chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của di động cao cấp Japan. Do cái camera của Asus ZenFone C được thiết kế dạng module nha, rất đơn giản nha. Do đó khi quý hàng gặp lỗi sự cố liên quan camera của Asus ZenFone C thì chỉ cần quý khách hàng mang máy qua địa chỉ của di động cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới thì các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Đó, vậy là thay xong camera, rất đơn giản thôi. Kể cả camera trước của Asus ZenFone C cũng được thiết kế dạng module, nó cực kỳ dễ trong quá trình sửa chữa thay mới khi cần. Đó, chỉ cần tháo ra lắp vào gần xong thôi, rất là đơn giản. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới camera máy ảnh, sửa lỗi máy ảnh của Asus ZenFone C, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 667 5099. Kỹ thuật viên tại Di động Cao Cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sản phẩm đang được triển khai tại Di động Cao Cấp .vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Asus ZenFone C hàng đầu Việt Nam, nơi mọi linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Asus ZenFone C đều có sẵn.